Dạ, con xin mến chào tất cả cô chú, rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay thì cuối tuần ha chú, chúc cô chú nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình. Thì như thông lệ cuối tuần thì mình sẽ ghé lại vườn của anh Bình, giới thiệu với cô chú một lô cây. Đặc biệt thì sẽ có những cái cây khuyến mãi chi ăn giảm giá đặc biệt cho mình lựa chọn nha cô chú. Thì hôm nay đầu clip thì cũng có những cây to, thì cuối clip sẽ là những cái cây khuyến mãi. Thì con mời cô chú cùng gặp lại anh Bình để mình giao lưu. Rồi Vâng, em chào xin anh mến Bình. chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Thì cuối tuần anh cũng giao lưu với bà con một lô cây nha. Thì đầu clip có vài cây thì giá cũng bình thường nha bà con. Sau cuối clip thì có những cái cây em giá khuyến mãi ha, để chị em khách hàng nha, hàng tuần nha bà con. Thì bà con Dạ. mình đón xem hàng tuần em sẽ có xả một số cây ha, cho vườn mình nó trống nha. Cây giờ rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là mã chữ K nha bà con. Mã màu cam đây là một cây sam, cây sam song hình khai thác, cây cực kỳ già nha bà con, cốt cành to nha. Dòng khai thác anh à. Đúng rồi, dòng khai thác, cây này cây khai thác nha. Dạ Này rồi. cũng mười mấy 20 năm rồi, rất là lâu đời rồi. Này, em đo cái mặt, em đo cái thông số nha. Chiều cao của cây, chiều cao là 108 nha. Dạ. Tổng cái chiều dài tán. Này. Chiều dài tán là 109. Rồi, một cái sam khai thác của cô chú ơi. Cốt cành Già không còn cổ sam mà ha, không còn có dây nha. lỗ luôn anh ha. Lỗ luôn, dòng khai thác thì để nó đa phần nó lỗ nha. Hoành như gì là 41 nha bà con. Tổng hoành đế ổ đế đây là khoảng 74. Có thể hơn nha. Dạ, Đây. Con mình xem dàn cốt chi nữa ha. Rất là to à. Lâu năm, rất là lâu năm nha. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 10 triệu 500 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. 10 triệu 500. 10 triệu 500 ngàn hay cô chú? Dạ. Một Con cây cây này sam cũng khoảng 20 năm, mười mấy 20 năm nha bà con. quá già luôn anh hả? Chưa, vị trí này. Rồi, tất cả. Rồi, có gì không rõ thì liên hệ với anh Bình thêm hay không chú? Rồi. Em lên lại tiếp cây kim quất này nha Kim bà quýt con. luôn à hả? Đúng rồi, bữa nay em ra chủ nhật thì em báo cái giá này cho bà con được luôn. Dạ. To nha, to vật quả luôn nha, cây này tam đa nha bà con. To thành phẩm luôn quý cô chú To ơi. thành phẩm buông dây hết nè. Kim quýt sửa rất là lâu. Chiều cao cây đây là nó 104 nha. Dạ. Tổng chiều dài tán này 102. Cái này cũng khá là chi tiết ha chú. Bắt Cái này tay thì ăn cành chi dày tiết hết trơn. này tay mâm đồ nó gai ra mà dán từ chi tiết nó gọn gàng nha bà con. Không không tầm ha. Dạ. Tầm cao cao nhìn thấy rất là đẹp nha. Đây. Đây đo một thân này trước nha. To lắm chứ, ở ngoài to. To già. Yeah. Khoảng 25 nha bà con. Dạ rồi. Đây các bạn thấy đẹp. Các bạn hai thân này ở đây. 39 rồi. Dạ rồi. Cây này thì khi đi em bó bầu nha bà con, cây sam vừa rồi khi đi cũng bó bầu ha, cái chậu vừa đó là nó cũng bị nó nứt một đường rồi nha. Cây nặng mà mình đi chậu là dễ bể nha. Cây kiwi quýt này mấy chục năm rồi chú ơi. Dạ. Cây này cũng mấy chục năm rồi. Sạch sẽ anh ha. Cây này em giao Thân luôn bà sạch con sẽ. giá là bữa nay ha, chủ nhật ha, khuyến mãi cho bà con mình luôn giá 5,5 triệu bao ship luôn. 5 triệu rưỡi thôi anh 5 hả? triệu rưỡi bao ship luôn. Một Bao cây hai nguyệt, giá. ở lộn một cây kim quýt thành phẩm của cô chú ơi. To Về to không to phải làm nha. gì hết, mình cắt theo cái form này thôi ha. Chỉ Chú cần sợ gai thì mua cây này thì cũng không có vấn đề gì luôn, tại vì cứ cắt tỉa tới thôi. ở bà con mình nó ra đọt nó sẽ ra trái ra hoa nha bà Dạ. con, ra hoa ra trái ha. Một cây Không. rất dễ lên trái, một cây trái ra gai à. Rồi, Mã số 2K nha bà con. còn mấy cọng dây thôi mà mấy cọng dây đó tháo được Tới hết cây. rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 3K. Rồi, mã số 3. Đây, 3K là một cây chiếu thủy nha bà con. 3K. Một cây mai chiếu thủy. Da đen lá lớn anh ha. Da đen. Đúng rồi, da đen lá lớn. Một cây trực tàng đa. Đó. Trực tàng đa hay của chú có thoát thân cũng thoát. Bữa nay là ngày chủ nhật rồi, lên là tính lên lô xả toàn bộ nha mấy anh em, chưa để lên mấy cây lớn này tạo được bán giá. Giảm luôn nha bà con. Cũng có giảm chút đỉnh trong đó luôn Giảm anh luôn ha. nha, giảm luôn. Cũng có giảm Cũng luôn nhiều cô lắm. chú ơi. Thì mã này mã 3K, em đo chiều cao nha. Chiều cao đây là 76, bán em này. Đó là 84 nha. Dạ. Cây này sạch sẽ cây nha bà con. Khoảng này là 39 nha bà con. Khoảng 39 nha. Dạ. Cắt cái này thì nó liền, nhưng cắt này liền khá hay. Này phơm tán đa thiên nhiên nha.
Thì cái này em giao lưu với một con có giá là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc. Cái này mà 4 triệu thôi anh hả? 4 triệu. Một cây trực tàng đa của chú à. Rất là to ha, da đen nha một con. Dạ. Da đen. Cái này thì em bó bầu cho đi, lưu ý giùm em những cây lớn là bó bầu cho đi toàn bộ hết nha mọi Cũng con. hết dây luôn của chú. Rồi, Hết rồi dây hết cắt. kẽm luôn à. Rồi. Mã số 3K, tiếp theo mã 4K. 4K là một cây me nha mọi con. Đó, cây me này cây me thành phẩm rồi nha. Gốc cành to đùng rồi nha. Đó, thì đang lên dạng độc non, ổn cái mình ngần luôn nha. Rồi một cây me thành phẩm luôn. Cột nuôi rất là lâu rồi. Chiều cao cây, chiều cao cây này là 69 nha. Chiều dài tán này, ở đây là 70, 89 luôn. Quanh vị trí này là 26 nha bà con. dạ Eo trên đây tí xíu nữa là 24 nha. Tổng hình cũ này là 46. Thì cây này là dạng cây khai thác thôi, chứ không phải là trồng từ phôi công nghiệp gì ra nha. Này nuôi cũng rất là lâu rồi, 5-7 năm mới được gì nha. Cột đây. Đó, nửa cùng tay mà lớn rất là lớn, cốt rất là lớn luôn. Ở cành lớn mà cũng khá là duyên nha. Ở thì cây này em giao luôn một con bó bầu cho đi. 2 triệu, 1 triệu 9 thôi, em bao ship. 1 triệu 9 thôi heo cho. 1 triệu 9, em bao ship xuống mã số 4K nha. Rồi, tạm Dạ. cắt. Rồi. Tiếp tục luôn. Hôm nay cây khủng lớn cũng khá nhiều nha Cây cô lớn không nha chú. con, ở đầu clip cây lớn không ha. Nói cây giả này em báo cái Rồi. giá cho con mình, cái là giật mình luôn nha. Lớn nhưng mà vẫn có giảm giá trong này luôn nha. Em giảm giá nhiều luôn rồi đó. Dạ rồi, một Đây, cây một kim cây quýt. kim quýt. Kim quýt này khi đi thì em cũng bó bầu, em bỏ bớt đất nha. Dạ. Em làm gọn gàng lại cho mình luôn. Rất là dày tàn của chúng ta. Một cây Chiều kim quýt cao của già. cây. Đó, chiều cao cây là 50. Dạ. Bán ngang như vậy. Đó là 82. Dạ. Già rất là già rồi nha. Hoành vị trí này đây đi 20 20 nha bà Dạ. con. Đó, bệ đế thì đều đẹp đó. Cái này là khá liền lạc là phải nha. Đó, không có bị mục thẹo gì hết nha. Dòng kim quýt này thì cái da rất là cứng nha. Thì mã số 5K, giao lưu con giá là 2 triệu, em bao ship nha. 2 triệu chú ơi. Ở 2 triệu. đó chặt cái phôi đầu Tay đinh ở cái trên này là hai ngón nè, tay nuôi luôn. mấy cái cốt này lên cũng khá Cột lâu là hai lắm. ngón tay luôn nha. Xương ra dây luôn anh ha, Dạ, ra dây dây hết. hết rồi. 2 triệu anh ha. Rồi, mã số 5K nha. 2 triệu 6K. cho cây này thôi 6K chú. là cái này. Đây, còn cây lớn nữa nha, 6K. Một cây linh xanh. Già đẹp. Phơm mạnh luôn. Cao gì? Cao nó khoảng 46 nha. Đó, quay một vòng một phần những phơm nó đây. Dạ. Cực kỳ mạnh luôn. Đó. Tổng cái chiều dài tán này là 86. Cốt cần to, phơm mạnh nha. Dạ. Hoành vị trí này là 25. Mình để đây đi. Cũ đây thì là 42. Các em giao lưu và con giá là 3,5 triệu bao ship nha. 3,5 triệu anh ha. 3,5 triệu em bao ship. Toàn quốc cho mình luôn. Cốt cành lớn đều nhau chơi luôn đều anh ha. Nhau, cốt cành rất là to, đặc biệt cái form quá mình đẹp luôn. Này để ngoài nắng nha, cho nó xì nó xuống cây ha. Đỏ lá, tưới nước lại lên bồng cái nhìn mê luôn. Rồi, rồi cây. Dạ. Rồi, đây, tiếp tục là một cây sam luôn. Đây, cây sam này xong hình. Cái này em bán giá khuyến mãi cho mình luôn cho. Chiều cao cây 33, chiều dài tán ở 49. Hoành vị trí này 20. Cũ này 38, 550 ngàn. Em bó bầu cho đi. Trời, 550 heo chú. 550 cây cực kỳ già nha bà con. Liên yeah. lạc hết nha. Đó, đế đẹp luôn. Cái này thì vô chậu hạt hợp với cây là rất là đẹp nha. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số tới những combo cặp đôi giá rẻ. 8K. Đây. Dạ, một cây, hai cây sam. Hai cây sam này thì em giao lúa một con giá 600. Rồi, hai cây sam cao như thế này chỉ 600 thôi. 38. Bán ngang về dạng gì ha? Là 39. Hai cây này dạ. rất đẹp nha mọi con. Cao này là 29, tổng chiều dài tán này là 82. 42. Đây. Dáng bay. Dán bài cây bên này thì dán trực quá ha chú. Hoành mấy cây này nó to nha, cỡ mười mấy 20 chứ à. Ở đây gần 20 rồi. Bên này ở đây thì nó 22 rồi. Chỉ 600 ngàn một cặp em bao ship nha. Rồi, ok. Dạ rồi. Rồi, một cây me này 500 ngàn.
to vấp phả luôn ha, rất là to luôn. Đây. Dạ, 500. Giá chỉ 500 thôi, quá mềm luôn, cao không gì. Là 42, ngang gì là 49. Quanh đây là 20 nha con. Quanh cũ này là 52, giá chỉ 500 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Dạ. À, mã số 9 nha con, 9K rồi. 10k, cây này giao lúa của con giá 800. Dạ rồi. Chiều cao cây, nuôi gà câu nha. Và nó 56, bán ngang này là 54. Quanh vị trí này là 17 nha. À, để này để nó đẹp nha, 36. À, em bỏ bầu cho đi nha, giá chỉ 800, em bao ship toàn quốc nha. Dạ rồi, nuôi cái cốt cành cũng to hết hay không chú? Cốt cành rất là to, tai mầm, cây già đẹp nữa. Mã số 10 nha con. Số 10k. Rồi 11k, 11k là một cây mai, một cây sâm trái nha, giao lưu của con giá chỉ là 550 nha. Cao 22. Một cây sâm trái đang lên trái quá trời luôn nè, sâm trái xù luôn. Cái hoành chỗ này nó cũng khoảng 13 nha con, sâm trái xù luôn, đang lên trái mịt luôn nè nha. Rất là lên trái nhiều luôn. Bên đây nữa nha. Còn cây mai này, cây mai dáng trực này hoành nó khoảng 13. Thì hai cây này em giao lúa con giá chỉ 550 ngàn thôi, em bao ship toàn quốc. Cây này em bán, cây này em tặng nha. Đó, bà con mà lấy cây này em cũng vẫn tính giá 550 ngàn nha. Dạ, cây mai dáng trực đẹp. Rồi, đợt cắt. Và cây này em bán đồng giá là 550 luôn. 550 hai cây luôn. Đó. Cao như gì? Cao là nó 30, chiều dài tán này 36 nha. Quanh vị trí này 15. Mấy sam này già lắm chú, về cắt dây đồ ra ha. Kệ tỉa tay cành đầu lại ha. Đây, còn cây này thì quanh nó khoảng 11 nha. À, tổng quanh đến là 42. Mai dảo anh ha. À, mai dảo 12 cắt, 5 tới 12. Dạ. Gửi nha, bảo ship toàn quá. Rồi. Đây. Đây cái phôi này em giao lúa bà con giá là 350 nha. Nuôi gò công. Nuôi gò công. Đây cốt cành. Về cho mình cắt lưu lại mình làm cây bonsai. Cao 30. Hoành này là 21. Tổng hoành bệ này là 75. Dạ. 350 nha, bao ship. 350. Một cặp luôn. Trời ơi. Rồi. Đây cây nha bà con, đó, cũng lòng giá luôn. Một cặp nha bà con. Đó, mã số 14 này nha, 13 14 là cặp nha. Cũng 350 ngàn, cao là 26. Hoành là 20. Đây, vị trí này là 36 ha. Đó, cây này giao lúa bà con 350. Rồi, đó cây. Rồi cây này giao lúa bà con giá 400 luôn. Một cây mẫu anh ha, một cây 400. Quá đẹp, quá to luôn, cao gì. Đó là 59 từ 60 nha. Hoành này là 24 nha bà con. À, 27 này ha, là cũ nhất. Cái này thì tông cao cành gớt là đánh ra đúng bài luôn nha, rộng C luôn. À, 400 bao ship. Dạ. Cây. Rồi. Cái này cũng 400 luôn. À, những cây này đáng lấy giá là cỡ 600-700 luôn nha bà con. Cao gì? Ở 50. Chiếu thủy nuôi gò công nha, coi nha. Hoành đây là 20. À, để nè. Cuộn cho hết 69 400 bao ship luôn. Rồi, ở cây. Mã số 16 nha con, tiếp theo mã số 17 nha. Mã số 17 này giao lúa bà con giá là 500 bao ship luôn. Chiều cao cây. À, là 29. Cây đâu quá già lắm. Cái này quảnh chung nu đúng không anh? Này chung, lá chung. Dạ lá chung. Bên đây là mấy lá lớn này. Cao là 44. Quảnh đây là 20. 450 bao ship cho mình luôn, một cặp nha. Một cặp 4. Giá sát em không giảm nha bà con. Dạ, còn rồi. Cây. Cặp này thì 300 bao ship luôn. Dạ. Cuối tuần giá lúc nào cũng rẻ. 25. Này cao 18. Dạ. Thì cái này bà con mình về mình tán lùng lực xuống được nữa nha. 22. À. Còn cây này hoành ở đây là khoảng 24, chỉ có 300.000 một cặp nha, em bao ship ha. Cái đó lên cây bự cây nhỏ đi. Rồi. Rồi tiếp tục luôn. Cặp giống gì đây? À. Này cặp máy số mấy đây? Là số mấy? 19 hả? 19 nha. Lấy số 19 giống vô. Cao không gì? Đó là nó
30. Này cao ngang na ná nhau nha bà con. Quành này là 22 thì 400.000 nha bà con. Cặp này hôm nay giá chỉ 400, thường thường là 5 quá tới trời 600 luôn. Hai cái bệ nó là quá chứ. Hai bệ đây, hai tay chầm bá rất là to luôn, 600.000 một, 400.000 một cặp nha. 400.000 hai cây. Rồi, đổi cây. Dạ rồi. Cặp 19 nha bà con. Cặp 20. Cặp 20, đồng giá luôn, cao gì? Là nó 30. Đó, nó cao na ná đều nha. Quành ở đây là 20, về bà con mình có thể cắt thấp xuống hoặc để như vậy. Giá chỉ có 400 thôi nha, bao ship luôn cho mình nha. Mã số 20 nha bà con. Dạ, rồi. Bể nào bên ấy đặt thử hết ha. Rồi, cái này thì to hơn. Giá 500 nha bà con, này to rất là to nha. Dạ, tôm cao. Cao gì? Là 48. Hoành vị trí này là 25. Cái này hoành ở đây là nó 24, cao gì? Là 46. Đó, cặp này thì 500.000 nha bà con, cái bể to. Đó. Rất là to luôn. Rồi, ok. Dạ. Rồi còn cây này là chà bá luôn, 22 này nha, 400, 350 thôi. Cao đây là 29, 30 này nha. Đó, cái hoành nó gì 30 luôn rồi. Thôi mà có 30, 44 ha, là hoành lịch đế ha. Đó, nó to mà nu đẹp gì chỉ có 350 ngàn nha. Đó, rất là rẻ nha bà con. Rồi, ok. Dạ rồi. Rồi cái phôi này giao lúa bà con giá 300. Đâu còn cây nào nữa không? Lên cây cho chung cặp luôn đi. 450 ngàn cặp hả? Dạ, cái này về cái một này cây nha. Cao gì? Trực tàng đa đẹp nè. 22. Hoành gì là 28 nha bà con. Lấy đại đi. Cây nhỏ nhỏ đó. Rồi. Đây. Một cây này nha. Với thêm một cây nữa nha bà con. Đang kiếm cây cho quý cô chú luôn. Đây. Cái này với cái này thì em giao lúa bà con giá 400 thôi nha. Cao gì? Là 19. Đây hoành đây là nó 29 nha. Đó, thì em giao lúa bà con giá chỉ 400 ngàn một cặp. 400. Rồi còn cây cuối clip nha bà con. Cây cuối clip này em giao lúa bà con giá 550 nè. Giá sát. Quá to nè, to. To già. Yeah. Cái này nó lên trời chứ. Cao là 28 nha. Hoành vị trí này 43. Đây, 76 nha, 550.000 bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này cũng là cuối clip nha, mã số 24 nha. Dạ, cuối clip luôn. Đó, thì cuối clip thân mình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ của bà con và con thân kênh, hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới em chân thành. Dạ rồi, nhớ đăng ký kênh theo chú để tiếp tục theo dõi và giao lưu với anh Bình. Mỗi cuối tuần mình sẽ có những clip khuyến mại giá cực kỳ dễ chơi. Con cảm ơn và hẹn gặp lại.